Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA đang nhắm đến một hành tinh có tên gọi là Psyche 16. Hành tinh này nằm giữa quỹ đạo của sao hỏa và sao mộc, có chứa nhiều kim loại rắn, trong đó có những kim loại quý như là vàng, bạch kim, niken và sắt. Theo ước tính, lượng kim loại quý trên hành tinh này có giá 10 tỷ tỷ đô la Mỹ. Nếu tiếp cận và khai thác được, đem chia ra thì tất cả con người trên trái đất đều có thể trở thành tỷ phú. NASA đang lên kế hoạch thăm dò hành tinh Psyche 16 vào mùa hè 2022 và dự kiến tiếp cận hành tinh này